Thanh Lam thôn Gia Bùi, xã Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương. Kính thưa các quý vị quan khách, quý vị Phật tử xa gần cùng con cháu nhà chùa. Hôm nay chúng ta tập trung tại chùa tổ chức sinh nhật lần thứ 86 cho thầy chùa Đặng Tân Cương, mùng 1 tháng 10 năm 1933, mùng 1 tháng 10 2019. Kính thưa quý vị, cũng ngày này cách đây 86 năm, một con người của quê hương đã được ra đời, để rồi gần như cả cuộc đời ông gắn liền với cửa Phật, cửa chùa. Với ngôi chùa Tam Bảo danh lam quê hương, thầy đã dành hết tâm lực và tiền của khôi phục và xây dựng lại ngôi chùa thật khang trang và thịnh vượng. Ngôi chùa Tam Bảo danh lam quê hương nhà là một di tích lịch sử văn hóa tâm linh đã có ngàn năm tuổi, là trung tâm văn hóa tín ngưỡng của nhân dân ta. Song song với việc xây dựng lại chùa, thầy cũng xây dựng một đội ngũ Phật tử luôn đoàn kết và học tập thấm nhuần đạo lý nhà Phật, mà lòng cốt là đội dược sư nhà chùa với nhân dân trong và ngoài xã. Thầy luôn giáo hóa và khuyên răn mọi người phải sống luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách và pháp luật mà Đảng và Nhà nước đề ra, cùng nhau nỗ lực học tập lao động để xây dựng quê hương đất nước, thực hiện tốt đạo lý nhà Phật là sống tốt đời đẹp đạo. Kính thưa thầy, nhân sinh nhật của thầy, con có mấy vần thơ xin gửi tặng thầy. 86 năm một cuộc đời, đắng cay chua ngọt thầy từng trải qua. Nhân gian thế sự cuộc đời, thầy nhìn thấu hết thương đời thương dân, để rồi tu học xoay vần giúp dân hướng Phật thiện tâm yêu đời. Phù du vật chất là gì, giữ cho tâm sáng người yêu thương người, tốt đời đẹp đạo ái ơi, gia đình hạnh phúc quê hương thái bình. Mấy lời con gửi tới thầy nhân ngày sinh nhật của thầy. Thầy ơi, chúc thầy muôn tuổi kim cương sáng ngời. Kính thưa cụ Đặng Tân Cương, có lẽ trời trời lòng người, khu vực Tây Bắc ngày hôm nay không khí lạnh về rét buốt, miền Trung đang lũ lụt, nhưng chúng ta ở đây được hưởng một không khí
ấm cúng. Trời thuận mưa không có, và lòng người thì tràn trề tình cảm. Ban tổ chức hôm nay tổ chức ngày hôm nay với những người tâm huyết với chùa Tam Bảo, chúng tôi không muốn nói nhiều, thì vì rất nhiều năm đã tổ chức cho cụ. Cách đây 86 năm, người con của quê hương đã sinh ra trên mảnh đất này, và hơn 40 năm gắn bó với chùa Tam Bảo, ghi dấu một thời, lưu lại những tình cảm của quê hương, những cống hiến cho việc tâm linh của quê hương Gia Khánh chúng ta. Đến bây giờ chúng ta mở tất cả các hệ thống của Google, mạng xã hội đều được biết là cái đóng góp người công lớn nhất. Hôm nay chúng ta cũng phải tôn thờ, chúng ta phải tôn trọng và chúc mừng người đứng đầu, người có công rất lớn để giữ gìn truyền thống của quê hương, giữ gìn cái bản sắc dân tộc của chùa Tam Bảo của chúng ta. Hôm nay tất cả Phật tử, những người dân của quê hương, những người tôn trọng đến đạo pháp đến đây cùng chúc mừng một người con của quê hương, người thầy, người bác, những người xứng đáng để chúng ta tôn trọng. Xin trân trọng cảm ơn cho chùa Tam Bảo với người dân của xứ này. Nhưng đặc biệt hôm nay dành tình cảm cho bác là những người thân thiết, người con yêu dấu của quê hương, những người gắn bó với bác nhất. Chúng tôi xin trọng giới thiệu với tình cảm xa xôi nhất là con cháu người chị của bác ở tận xa xôi Bắc Giang. Hôm nay nhân việc sinh nhật của bác cũng đến và dành hết tình cảm dành cho cậu của mình. Tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu của gia đình Bắc Giang lên chúc mừng sinh nhật của cậu mình. Xin trọng giới thiệu và kính mời bà toàn thể nhân dân. Hôm nay chúng tôi ở nơi xa xôi về đây được dự ngày lễ sinh nhật của ông cậu chúng tôi, tức là em của mẹ đẻ ra chúng tôi. Chúng tôi từ Tân Yên Bắc Giang trở về không biết nói gì hơn hết, thấy khung cảnh và tình cảm như thế này, các ông, các bác, các cụ Phật tử và toàn thể nhân dân, các con các cháu đoàn tụ về đây để tổ chức ngày sinh nhật thật ấm cúng, vui vẻ và phấn khởi. Cho tôi xin phép được đôi lời nói chuyện với ông cậu của tôi. Cậu ơi, mẹ con mất rồi, chỉ còn cháu. Cậu thương tụi con, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ con mất đi, xin chúc con và chúng con là con của cậu cũng cùng các em cậu sinh ra, anh em chúng con không biết nói gì hơn hết, thay mặt cho dòng họ của bên ngoài, anh em chúng con xin cảm ơn các cụ, các vị đại biểu Phật tử và toàn thể nhân dân, và lời chào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cậu của con mãi mãi sống lâu. Thank you.
Với tình cảm vừa thì xin chính mời các bác, nhưng trước khi tập trung và chụp ảnh cùng kỷ niệm cùng với ông, xin chính mời lại. À, mời bạn này nhìn đây nhá. Nào, nhìn nhìn đây nè, đằng sau thấp cánh nhà thì nhà nào, rồi một, rồi thế rồi, rõ rồi, nào một hai ba này, rồi xin mời. Cháu ở trên Bắc Giang tặng cậu mấy câu thơ. Cậu ơi cậu đã già rồi đấy ư, cháu con nay cũng mong chờ, cháu cậu thượng trường thọ thêm nhiều sắc xuân. Một đời lặn lội phong trần, cậu luôn gắng sức cho mình đức tâm, mặc cho đời có xoay vần, cậu là chỗ dựa tinh thần cháu con. Một đời xuống bể lên non, một đời cậu giữ tâm hồn vàng son. Tấm gương cầu mãi mãi luôn còn soi coi tương sáng bền thêm đường đời. Xin lễ ạ. Xin trân trọng giới thiệu những người con trai, con gái, con dâu, con rể của cụ cũng có món quà để dâng lên người cha thân yêu của mình. Xin trân trọng kính mời. Thân yêu của mình bằng những bức hình và tình cảm quý mến gắn bó. Xin các bác lưu lại để chung cùng với ông một phố ảnh làm kỷ niệm. Rằng sống mê lúc mai
quê hương đổi mới từng ngày, nhà nhà mà lòng vẫn nhớ những ngày xa xưa. Cám viên quê quấn quýt trung tâm quanh người, con thuyền quê ngược về ta. Xôn xao vui cảnh chợ chiều quê hương, giờ đây ước còn toan mong sao sân Phật không còn mèo nghĩa thôi. Nước trong nguyên bóng trời mây để người tắm mắt như ngày xa xưa. Ngày nay vật chất dư thừa vẫn còn thiếu một bài thơ mới trường. Trong suốt cuộc đời và thời gian ở chùa Tam Bảo, chị Liên Trọng kính mời chị Ngân là những người thân cận và đệ tử thân thiết của bác, nhân dịp sinh nhật của bác cũng đôi lời.
Thưa các quý vị đại biểu, thưa các ông, các bà, chùa Tam Bảo. Hôm nay chùa Tam Bảo tổ chức mừng thọ cụ chùa nên là đội văn nghệ đến thế hệ thôn Dơ Bùi có bó hoa đến chúc mừng cụ Phúc Như Đông Hải, thọ tỷ Lam Sơn. Mời ông ạ. Vâng, và để tiếp theo chương trình mừng thọ cụ thì cháu xin bạn hãy giới thiệu đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn có một lời ca tiếng hát gửi đến hôm nay chúc mừng cụ. Trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi, tôi muốn ôm ghì bài xa nhau vang vọng về con sóng bay ngang dương một màu xanh xinh tôn sóng từ đẹp tự hào tiên nữ lãng mang bao xương máu lên thì hai tổ quốc vang vọng về dòng máu là hôm xưa một lúc giữa đào xa là cờ bạc đắn giòn bốc bài nó cũng thường lắm, bây giờ hát lại là khác vậy. Rồi hát bài hát đất nước bây giờ là dễ rồi. Đúng rồi, ai mà nào mới hát đấy. Đất nước tôi thon thả do đàn màu nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng yên. Lão sao chưa hè một tập ca dao, xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Mấy mùa không ngủ, ngày nước quân thù tia là tia băng, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Đất nước ơi, đất nước ơi, đất nước ơi, cao tận chung thủy như những câu hò lắng trong tiếng sao, đêm nay dần dịu tiếng mẹ ru con. Đất nước ơi, đất nước ơi, đất nước ơi. Con xin cảm ơn các bạn đồng ý đấy con. Con xin cảm ơn bộ chú của mình mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho lên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì chó xanh rách sao cho những lời của cha năm xưa. Con nguyện đi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian lao, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm lắm lao khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì chó xanh rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu lời của cha năm xưa, con nguyện ghi dấu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Một hai ba. Được rồi, đẹp rồi. Con xin lời cảm ơn gia đình. Đúng là tình cảm ruột rà. Cậu ơi, mẹ con mất rồi, chúng con luôn bóng cầu. Nhân ngày xưa của cậu, chúng con có đôi lời chúc mừng. Xin trân trọng quý mời cháu gái phục vụ. Nên có đôi lời cảm tưởng xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa ông cậu, kính thưa tất cả các quý Phật tử gần xa, hôm nay là ngày sinh nhật 86 tuổi của cô cậu em. Thì chúng em ở trên Bắc Giang về thì tôi, chúng em đây là thay mặt tổ dược sư của chùa Tam Bảo Danh Lam để chúng em hát, cô em xin hát tặng ông cậu một bài vì ông cậu em ở chùa. Thì chúng em thì cũng có duyên với Phật là chúng em đi theo các thầy là hơn 20 năm rồi, thì hôm nay em xin hát tặng bài của nhà chùa. Bài này là năm ngoái mình hát rồi.
Thầy từ lâu lắm chúng con mong thầy cùng Phật tử con về đây đường thiên lý, con mong thầy thầy về đây ban phước lành, thầy từng thầy con vui xung vầy thầy ban phát kinh niệm Phật để truyền nhu đừng lên tranh chấp nhau chi để rồi
ngày hôm nay. Cảm ơn chi bộ đảng của cha Khánh và đồng thời riêng cá nhân thôn Gia Bùi và tất cả toàn thể nhân dân đã đến ngày hôm nay là ngày sinh nhật của tôi 86 tuổi rồi. Không nên gì mà cảm ơn cái việc này quý lắm, không thể nói làm sao kia biết làm sao cho được. Cảm ơn đảng và chính phủ, cảm ơn những người có đức có tài, cảm ơn những người có tâm huyết và những tập thể ngày hôm nay. Ra toàn thể các con, các cháu về đây, các anh, các chị trong một lòng mà hảo tâm mà xây dựng ngày hôm nay tổ chức được sinh nhật cho đảng viên cảm ơn của Tam Bảo. Xin thay mặt Phật cảm ơn đảng bộ xã Thái Khánh, đảng bộ của thôn Gia Bùi và tất cả toàn thể nhân dân và đội dự sư của chúng ta và các con cháu. Xin cảm ơn ngày hôm nay. Ai cũng chào Phật. Trong đạo Tấn Cương hội chủ trì của nhà chùa tặng cho ban tổ chức chương trình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hào tâm của các quý vị và sự nhiệt tình của tất cả tăng ni Phật tử đến đây góp vui chúc mừng và ủng hộ của chương trình mừng thọ của tuổi 86. Vì thời gian có hạn, chúng ta ngày mai tiếp tục phải công tác lao động để xây dựng gia đình quê hương đất nước. Chúng tôi một lần nữa xin trọng cảm ơn và xin trọng kính mời tất cả mọi người chúng ta cùng chung vui và mừng tuổi thọ cụ 86. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn và cảm ơn.
hôm nay mùng một tháng mười là ngày sinh nhật thầy chùa Tân Cương. Nung hoa quá mấy vần thơ chúc thầy trường thọ sức bền trì tâm, cây cao bóng mát giữa đời, tám mươi tư tuổi vẫn ngày sức xuân. Phóng sương tóc bạc mái đầu vẫn luôn là tấm gương trong giữa đời. Kim quý linh khí đất trời miệt mài phùng rừng quản trí tháng ngày, chùa xưa tam bảo danh ngân hiện hình kháng thải trả công cho một cuộc đời thầy dành tâm huyết cả đời cho dân, tận tình giảng đạo cho đời, nét hồng tô thắm đời đời không phai.